Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Ở nhà trầm năm, ta vô địch, sáng tạo công pháp, từ mô bốn mươi. Không có thời gian ăn, cứ đợi ở đó trước đi. U tộc người đã thu nhận toàn bộ đại chiêu hóa thành vị tộc người sáng tạo ra chúng tộc mới của cô vật phân tướng là âm chi đạo tặc. Hả? Âm chi đạo tặc? để không phải là có thể bổ trợ cho mình cho ổn trì tác của mình hay sao? Ồ, nó như bắt đầu như núi âm, như mưa liên tục, Với có thể đối diện với kỳ địch chính diện, lại có, âm, có thể âm thầm tập kích hai cái này đúng là xứng đáng. Như vậy thì cũng xem như là một âm dường, đồng thời Kim Tu hai cái loại phát tác này, còn có thể hỗ trợ cho nhau, thật sự là quá tuyệt vời. Người đã ở nhà 15 năm, thức lực đã tăng lên gấp, cấp lên rất lớn, xin này cố gắng phân thưởng tâm đào cảnh thân cấp lên hỗn độn đạo cảnh ừ? đó nhờ tới 15 năm rồi sau đạo thân cứ đọc qua một bên gì đã xem thử tâm đạo cảnh phiên bản 20 này rốt cuộc là lợi hại cái nào hỗn độn gì đào cảnh tâm cảnh cảnh phiên bản thần cấp có sẵn diện hóa thiên cửa đời đạo tìm kiếm người khai đạo cổ đạo giả có thể lấy được năng lực cơ hoạch của người bị tra xét Ừ, không tệ không tệ Phiên bản thân cấp này có, tổ, có toàn bộ năng lực mà mình mong chờ. Nhưng mở thống vừa này có nhắc tới một cổ đạo giả. Cổ đạo giả này là tiên hiền còn xa hơn so với người khai đạo sao. Chưa tiền, dùng diễn cảnh đạo này thử xem. Lỡ như có thể gặp được cổ đạo giả thì sao? Hộ nồng cảnh, diễn đạo cảnh mở. Hả? Ma tộc lơ cô đau giả SÂU ma đồ là lầu tổ ma tộc một trong những cổ mà người khai đạo đã khai gần hai đạo nguyên kính diễn đạo này không hổ danh là phiên bản thần cấp lần đầu tiên sử dụng mà đã tìm được khai hai người khai đạo đồng thời dùng kính diễn đạo lấy kết thể để cho những người khai đạo này không tập phát giác ra được lại có thể thấy được là các bậc cao của kính diễn đạo Ừ, nói như vậy, thì nhóm đại đạo lại có tới một vị khai đạo cảnh. Thời gian tối biến lần sau của Nguyên Sờ Đạo, tình chết lại có thể rút ngắn lại rồi. Hử ừ? đây là đồng tính gì vậy? Là ai? Là dám ông tượng chơi số mình. À, <laughs> người đã gia nhập vào nhóm nói chuyện đại đạo, nhìn đến giờ lời vui vẻ với những người bạn trong nhóm đi. Hả? Đây là cái thứ quần què gì vậy? lại có thể giữ thủ đoạn dưới tình huống mà mình không thể vay giá ra được á. Dô cô là kê nào, tại sao lại muốn dùng thủ đoạn xấu xa như vậy? Chưa tiền mình sẽ không lên tiếng, xem thử má đồ này có thể gây ra sóng gió gì trong nhóm tiền thể, làm hắn khiếp sợ luôn. Ai cha, Các hạ còn không lên tiếng, mà đồ ta không dễ chọc vào đâu nha. Mà đồ, bảo phu của má tộc à. Âm thanh này là hồn ghi sớm chính là bản tồn ngươi đừng có học ngang ngược anh này đi đây là một của tin nháy rình này sao <laughs> hai người này còn quen biết nhau rồi chứ nói công chuyện là cùng thời đại chứ lần này lấy cái cơ thể để xem rồi <laughs> ừ à, mơ cái gì chứ mơ đồ người ăn nói lùng tôi cái gì vậy người quả nhiên vẫn là nhiều năm đó Ngoài trời giới thu đoạn phía sau lưng thì tôi trước đến này đều không dám đến chính diện còn bằng lĩnh thì viết thánh thủ với ta một trận Xem ra Do thủ chấp nhóm ban đầu Để lại ám ảnh tâm lý cho người rồi Nếu như ban đầu thực sự ta ra tì Má đồ người sao có thể là đối thủ của ta chưa Người đền rắm Con động tay thật à Người quên rợn sứ địa của người Làm thế nào mà chết ở trong tay của ta rồi sao hầu nghiện sợ Người đừng có nói mấy cái chuyện vô lý này với ta Ngày nào cũng chỉ biết giả vờ Có bản lính thì qua đấy hai chúng ta là một trận đau thương thương thật Tại nghiện nát người gì Họ hồng kia rốt cuộc là cái dám đến hay không Ngươi đừng có mở ở đây lời mặt với ta Có bản lính thì nổ cái địa chỉ của ngươi đi Mà đồ mãn phù Ngươi đừng hòng ăn nói ngông cuồng Nhóm này là chi bảo của sở đạo hộ Đừng có làm loạn bộ không khí thành tựu này này Tạc hình Cứ là một từ nhát gàng giấu đầu lùi đuôi Ngươi còn chửi sao ta cứ chửi đi Ây giờ cái tình rất rưỡi đồng mạo Ta tính tình nóng nảy rồi đi Sao người nào người nấy đều là cấp bậc đại lão như vậy cha? Lúc nào thì mới có tôm thép tới đây? À, để cho mình còn làm miếng nệm nữa chứ? Cái đó dù dùng trồng vốn của các người, đến ngay cái tư cách sách giếp cho ma đồ ta cũng không có. Có. Mà đồ, người đúng là quá ngông cuồng rồi đi. Mà đồ, người nói đi chỉ đi. Nhớ tiên ta sẽ đi tìm người đầu tiên. Tính thơm cả. Thuật dương ta nữa. Trong nhóm này đúng là dối kè khịa thật đi. Đến cả nơi đêm rồi mà vẫn chịu xong sao. À, sợ đau phụ à có đó không? Tên má đồ này hụt lâu quá rồi. Người là chủ, có thích đáng ra ngoài đời không vậy? Hả? Cuối cùng thì Hồng Nguyên sợ không chưa nói thế rồi sao? Ừ, chủ à. Lấy nhau nốt nhị không phải là Hồng Nguyên sợ sao? Vậy thì lúc đó im hồi lặng tiếng kéo mình vào trong nhóm. Là một nhóm chủ chưa từng lộ diện ư? Ai cũng còn biết sợ đau hổ tại sao lại lời kéo cái tên máng phu này vào nhóm nữa. hơi đúng là đau đầu, đầu thiệt, chửi cả một đêm. Ma đồ đại đạo cảnh ở trong nhóm là một kẻ tấu hài. Hắn sẽ ở trong nhóm cùng hoặc bác đầu vận mà nguyên sự đạo tình của mình hấp thụ được mới nhiều hơn được. ý hắn ra thì mình đi đâu mà tìm được người tiếp theo đi. Nhưng mà trời cũng không còn sớm nữa rồi. Không thể làm chuyện lỡ tu luyện vào ngày mai. Vẫn nên xử lý tầng cổ thôi. Mấy vị đạo hữu. Thế như ta thấy đều là người quen của nhau. Chiến trước đây đều là có nhân quả. Bây giờ có thể gặp nhau chứ dù là duyên hay đạo Đạo Pháp thì Vạn Có lẽ tranh cãi không thận trọng Cũng sẽ phát ra linh cảm của đạo Pháp Chủ có nhóm này đang nói về hiện diệu Nếu như ban đầu có thể lùi mình vào trong nhóm này được Thì có lẽ cũng là tiền bối Thượng lực nhất định là ở trên mình Đạo Pháp thiên vạn mà sở hữu Sở đạo hữu nói Trong tranh cãi đã tìm được linh cảm của mình Sao lại không nghĩ tới qua nhiên Cảnh giới khác biệt Nhìn sư vật thấy cũng không giống nhau Thật đúng là được chi giáo rồi Mấy vị đạo hữu Các người đã có nghĩ qua nhóm này tại sao Mấy vần năm này vẫn chưa từng gọi bí tới Tại sao lấy mớ ở đây không ừ, Cái này ừ, Từ đây ngồi đi đã tạo chủ nhóm đại chỉ điểm, chúng ta lấy với rồi. Cảnh giới của ta không thể, không đủ nhìn. Nhưng mà cái miệng của ta ha Là vô địch nhất đấy Ha à, thì ngủ thôi Người không ra khỏi nhà Giới dấu vì vợ dạ đế cảnh từ bà thứ bà sáu tuổi từ lịch sử tới này phân thưởng là nghìn năm tuổi vị công thơm thái sơ đầu kinh bệnh phẩm này đâu phá nhận như vậy sao nhưng mà có lẽ chúng đương nhiên cố gắng như năm này, của bên phạm không vượt trong những người cùng tuổi đây là vô cổ, vô tồn tại vô địch rồi đồng thời cực đạo mà bên phạm tu luyện chính là đạo hiếm gặp khác thường trong thời gian sức mạnh đức cảnh của cực đạo cũng đã thù hơn đạo khác bá đạo vi phạm sau này tin đồ rồng mở thật tạm thôi qua à. cháu đã đột phá tới đế cảnh rồi bình phạm chúc mừng cháu tu luyện có nhiều năm như vậy cũng không vô ích tam thuốc cũng thường chấu không vô ích rồi <laughs> bên phạm đương nhiên chỉ không phụ lòng của thập tam thuốc rồi nhưng mà bên phạm cháu không được dường dường tự đắc đế cảnh chỉ mới là bắt đầu con đường sau này còn rất dài đồng thời cháu phải tu luyện cái nghiệm chiến đấu tức tí rất thiếu hụt bắt đầu từ hôm nay cháu còn phải đi vào bị cảnh tu luyện không ngừng rèn luyện ý thức vậy chỉ chiến đấu của bản thân tuyệt đối không được lười nhác dọn thập tâm thúc bên phạm sẽ đi vào bi cảnh thí luyện ngay tốt ra cây chí ở à, đúng rồi bên phạm à cháu thèm đem theo nhi để cho cô ta cũng có thể rèn luyện thơm ở à, vân thập tâm thúc đi rồi thời gian phần thường đã đến rồi trừ tiền là để mình xem thử thái sơ đạo kinh này thái sơ đạo kinh ban đầu của đại đạo là vì hỗn độn mà sinh bắt đầu từ trong tịch diệt khi tu luyện đến đại thành thì chỉ có thể sinh từ một trong hỗn độn, có thể mở ra đại đạo thuộc sự không sự đại đạo hủy diệt bất tử bất diệt tôn tại vĩnh hằng. bị lên thui bảy lên thui, nếu như lệnh ngộ được thái sơ đạo kinh đừng nói là chỉ điểm tu luyện đạo cảnh, cho dù là khai đạo cảnh mình cũng có thể chỉ điểm. Nhưng mà trước tiên phải nhận tu vì nghìn năm của mình đã, phải làm cho chết đôi tình thần cảnh của mình. Như vậy thì lĩnh ngộ Thái sơ đạo kinh Thì mới có thể làm ít ăn nhiều Nào 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 Để kinh nghiệm lên mảnh liệt hơn một chút nữa đi Thái sơ đạo kinh Tiến đi Ổn âm diệt người đã ở nhà liên tục lại đột phá và trở thành võ giả đạo cảnh trẻ tuổi nhất lịch sử tới này Phân thưởng là ấn chi đạo tắc. đạp thì nạp đạo pháp ngỡ ở nhà liên tục đời đột phá trở thành võ giả đột phá đạo cảnh nhanh nhất từ lịch sử tới này phần thưởng là thời hoàng đạo tắc. thần hồn vô thời hoàng đại đạo ui phát uy phát tài phát tài rồi <laughs> bây giờ mình đã là người có năm đạo tắc. lấy được một đại đạp thiền nạp đạo pháp tốc độ nội dưỡng đạo tắc lại giống như là nuôi chuẩn quỳ vò giả bình thường miễn có nuôi dưỡng một đạo mà mình thì hoàn toàn là người ngồi họ tiếng rồi ổn diệt ấn âm thời quan vò giả đạo cảnh đầu tiên trẻ tuổi nhất lịch sử đã là quá khứ rồi mình có muốn làm khai đạo giả trẻ tuổi nhất lịch sử cờ <laughs> nên lúc đó thì phong thượng của hòa thống sẽ là gì nhỉ mong chờ thôi đi nhưng mà hiện tại vẫn nền thần cấp bản thượng, du thời hoàng đại Phần thưởng lần này Không giống như là du lịch cả đời đào lần trước Mà là một mình du lịch trồng đại đạo quan thời Đầy với việc mà mình thần cấp Hai năng lực cướp đoạt thời quang và ảo ảnh Thời quan có thể giúp đỡ rất lớn Chuyện không thể chậm trở lập tức sự phá thủy À đúng rồi Đề nghị sơ đạo tịnh và thời quan theo lớn như các tác dụng thì sao? Wow, đây chính là thời hoàng đại đạo sao? Đi thật đấy. Đây đúng là một dòng sông dài, vô hạn mênh mông. Cho dù là đi lại ở trong này mấy này, mấy tỷ năm, thì đối cũng không thể nhìn thấy điều cuối ở đây. Không muốn danh là thời hoàng đại đạo, chỉ không chỉ cảnh sắc ràng rỡ rực tráng lệ, mà lại có cảm giác trong này hình như có huyền diệu phi phạm. Chỉ là vào khoảng khắc định đi Thời quán đạo tập của mình Cũng đã không ngừng thần cấp Quỳ qua viên thái rồi Nhưng mà mình lại rất vừa ý À đúng rồi Con có biết mấy vị khai đạo giả ở Trong nhóm đại đạo này Có đến đây bao giờ chưa Để thăm dò hỏi bọn họ một chút Tìm hiểu thơm cũng không sao Ta còn đang nhiều lợi ích Trên thời quan đại đạo Mấy vị đạo hữu có thể đến tụ tập một chút có được không Cái gì Thời quán đại đạo Sở đạo hữu lại có thể du lịch ở thời quan đời đạo hay sao Ôi trời Chịu nhóm trộn bò như vậy sao Vậy những lời bất kính ban đầu của mình nói Chào càng lúc Mình càng không hiểu được nội dung Mà trong nhóm này thao luận về ta Mình thúc lui thật rồi sao ừ, Đạo cánh của mình là giả sao Hả Hôm nay bị làm sao vậy Lần đầu tiên mình chủ động nói chuyện Lại không có ai trả lời sao à, <laughs> Người có tình nhắn mới Ta còn đại du lịch ở trên thời hoàng đạo, mấy vị đạo hữu có thể tu tập một chút được không? À sở đạo hữu à, ngài đang ở trên thời hoàng đạo sao? Ờ à, đúng vậy, ông đạo hữu à, có thể đến tụ tập được không? À, sở đạo huynh thông cảm, hậu mẫu ngu ngốc chưa từng lĩnh ngộ qua thời quan, không thích đi vào đại đạo thuộc về thời quan. À, nhóm chú tu luyện thời quan đại đạo sao? Mình nói không ai chịu nói chuyện với mình, quá nhiên là bị mình làm chất ngạc nhiên rồi. Thờ quán đại đạo không phải ai cũng có thể tùy ý đi ra, đi vào được. Cho dù là khai đạo giả thì cũng không đủ tuyệt cách. Ở thời quán đại đạo này chỉ là một trong những đại đạo mà ta đi ngang qua. Có lẽ là khác với đại đạo ở chỗ các vị. Tài năng của đạo hữu hôm một bái phục rồi. Mơ đồ tài ai cũng không phục. Chỉ có phục sự huynh. Giống như là có ai như tiên kia ta không mà rồi người muốn chết sao Là dám bôi bố nhỏ bốn tiên tử ở đi, Người hãy đợi đó Chỉ dù vào người sau Người đến đi. Ta tuyệt đối sẽ đem người Ủa Có người tới Ở thời quan đại đạo đã xuất hiện một sinh linh Ở đây lát nữa rồi nói tiếp Hả Đây Vừa nãy rõ ràng đã nhìn thấy cái thứ gì đó vừa lê lê hết hoài mà Đi đâu mất rồi Đầu hồ à, có thấy ra ngoài gặp một chút được không Người đang ngồi tại sao Video hôm này xuất hiện bất ngờ Như vậy có phải là hồi quả Người đã nói tại sao ừ, Gọi thật là có hơi bất ngờ Nhưng mà người đột nhiên xuất hiện ở đây Khiến người ta có chút không quen à, Là như vậy đã hút trước tiền lên đây rồi nói Ngâm ở trong nước có hơi khó chịu À cũng được Thì ra là như vậy à Lâu quần đào hữu đã sống lâu như vậy Tại hả lấy lâm phiền thành tốt của người xin tha thứ À làm gì có chứ Ta ở thời quan đại đào này đã quá lâu Lần đầu tiên nhìn thấy người đi vào có thích tì hiền, ý hiện thân quả thật là cũng có chút hơi đường đột Ở à, lòng đào hữu khách khí rồi Vừa nãy đào hữu nói đã chỉ gặp ta đến từ quan đại đạo sao Từ trước đến nay chưa có ai đi vào Không sai Không có ai thể để đi vào được nơi này Ngươi là người đầu tiên Nơi như tính ở bên ngoài đại đạo Thì ngươi được gặp thì người Ngươi là người thứ năm rồi Hả? Chính là nỗi Lông đầu hữu Người Con có thể đi ra còn có thể đi ra ngoài đại đạo sau. à, có thể đi Nhưng mà ở bên ngoài không được thoải mái Hơn nữa dễ dàng đi vào đại đạo con dế và bị lạc đường. Tôn lại chính là phật rất phiền phức. Hơn nữa ta cảm giác rồi cô đây không lâu sẽ bị gọi về. Thì ra là như vậy à? Không ngờ thời hoàn đại lão lại còn có loại cảm chế này. Vậy đâu hỏi tại sao lại không cùng nhau luận đạo với các sinh linh đại đạo khác? chưa khi ở đây còn có một mình lâm đạo hữu. Đúng vậy ở đây chỉ có một mình ta. Ta độc nhất vô nhị sinh linh đại đạo khác không thân lắm. Cũng không biết bọn họ còn có ở trong đệ đạo hay không Thế không phải là rất cô đơn sao À còn sai mỗi người mỗi ngày ngồi trừ đi ngủ Chính là tu luyện rất là chán Làm đạo hộ à không cần phải tăng thể như vậy Ta có một bi bảo có thể giao tiếp Lương đạo của ngồi giới thì có thể làm giải tỏa sự bật bội ở trong lòng của lòng đạo hữu Lại có thể cảm nhận được sự vật ở ngoài giới có được không Ôi tốt quá đúng là tốt quá còn gì Bằng nỗi sơ quân địa Người ấy cho ta xem chi bảo đó đi À được rồi Long Quỳnh à Ta chính là giúp người vì niềm vui Ta chỉ lấy ra một chút đạo vận của Long Quỳnh Mới có thể liên thông với chi bảo À chị đề cứ lấy đi Sau này chúng ta chính là bạn của nhau Có cần gì thì cứ nói thẳng Ừ Long Quỳnh Không thành nhân địa. vấn đề Vấn đề sẽ đề. Long Quỳnh ta sẽ tặng cho Quỳnh một sợi đạo vận Sau này thì Quỳnh gặp phải sinh lên đạo vận khác thì có thể dựa vào cái này mà kéo bọn họ vào trong chi bảo thì có thể nó giao lưu với nhau à đi được, được được đây là lòng người đạo hữu ta vừa kéo vào là thời quan ngạo lùng thời quan bất diệt ngọc lòng bất tử các gì có nghi có nghi vấn về thời quan đều có thể thành giáo à, xin chào mọi người ta là lòng quân ở à, tiên bối lớn tài thượng thấy nhận một lý của ván bối ba đồ Như lý hoàn ngân thì mới gia nhập vào nhóm đại đạo tiêu h hố là hồ tái lồng về giả cá tường trong thời quan đại đạo xin linh đại đạo bất tử bất diệt đô được sở hữu sở đầu hữu kéo vào trong nhóm này ui ừ, vậy là sở đầu hữu không phải là à, lòng mình à có hài lòng không ở à, hài lòng hài lòng chưa rất là hài lòng à đúng rồi xe quên à ở chỗ ta có một chút bảo vật cũng là không xem là quý giá người tạm thời nhận lấy xem như là cái là một chút tâm ý của vị huynh Vậy huynh đệ Ta sẽ không là mất mặt lòng huynh ừ, Là chuyện nên làm Nhưng mà ta vẫn nhắc nhở huynh một câu Lòng người phức tạp Không phải lưu ý mật gì Cũng có thể nói với người khác đâu Ây tạm đi sẽ huynh đệ Ta không phải là cái loại ngốc ngớt để cho người ta lừa đâu Tuy đối không có vấn đề gì đâu Ở à, như vậy thì tốt Lòng huynh ta phải về đây Đợi ta tìm được cách để cho lòng huynh Không chịu sự ràng buộc để thoát khỏi đại đạo thì chỉ liên hệ liên hệ với quân đầu tiên à, sư huynh đệ sau này chúng ta sẽ gặp lại sau này gặp lại long quân thì nhị lượng đồ ăn hôm nay làm gấp 10 lần tiền lên tiền à, tiên sinh sao lại làm nhiều như vậy đương nhiên là có chuyện còn dùng rồi nhìn đi làm đi làm tốt chỉ có phần thưởng cho tiên sinh hả đây là à, long quân này đây là chút tâm ý của sửa đỡ ở trong đại đạo thì có lẽ không có phải là thứ nguy hiếm gì. Ta đã lệnh cho người là một chút, cải thiện bữa ăn cho Long huynh Hồi thế thì đã tầy tốt của sở đời rồi. Trong nhóm của chúng ta có thể truyền tống vào phẩm sau. Thân kỳ như vậy ư? Ta đã mở công nàng truyền vật ở trong nhóm rồi. Trong nhóm của chúng ta có thể trao đổi vật phẩm cho nhau. Vật phẩm truyền cho nhau sẽ không tiết lộ hơi thở của chủ nhận và người nhận. Mọi người cứ yên tâm mà sử dụng ha. Ở lòng tiền bối là ta có một vật do tình hòa của tiên địa thai nghiến ra. Lòng tiền mối vừa hay có một câu hỏi. Lòng tiền bối ở vãn bối lòng dài dài. Trên độ nịnh bờ cô, cô ứng không đúng là không tầm thường. Sau này phải gọi hắn là vua nịnh bờ rồi. lên đến buổi tối rồi, bận rộn cả một ngày. Đã đến lúc nghi ngờ rồi, sáng sớm ngày mai. Bảo hồng diêm qua đây. Để đến lúc hoàn thành nắm giữ hát việc lâu rồi. Tiên sinh à, bảo hồng gì nó tới rồi. Để có tới vào đây nói chuyện. Tiên sinh nghe bảo tạ điều tra người nắm giữ thực sự của hát nguyệt lầu vẫn chưa có tin tức gì. Hả? Vậy sao? Với chức vị bây giờ của người, ở hát nguyệt lầu cũng không tra ra được sao? Ở à đúng vậy tiên sinh, ở nơi bộ hát lầu với chức vị hiện tại của ta, muốn thâm nhập vào ở tầng cao hơn, nghe ngóng tin tức thì rất là khó. Có thể nói lời để ngay cả hát người nắm giữ là nam hay nữ cũng không thể nào tra ra được. Vì chính là nói hiện tại chỉ có lầu chủ cố tình cao cấp nhất thì mới có thể tiếp xúc được hoặc là liên lạc được với người nắm giữ sau. Có thể là như vậy, thu hạ không dám chắc. Đi rồi, thế thì hãy người hãy tăng cấp từng cấp một đi, từ từ thầm thấu vào đó. Ở vòng tiền sinh thu hạ cáo từ. Tập tạm, tạm thúc. Ừ, bình Phạm, cháu ra ngoài rồi Con đột phá đến đi cảnh tam trùng Chúc mừng Cảm ơn thầy tam thúc Thật ra lần này cháu ra ngoài Là con muốn nói với thúc một chuyện Bình phàm Từ lúc nào mà cháu lại nói chuyện ấp a ấp như vậy Nói chuyện nói đi Cái chuyện gì Thầy tam thúc à Cháu muốn đi đồng cháu một chuyện Nghi kỹ rồi chưa Dạ Cháu nói nghi kỹ rồi Chứ dù là có như thế nào thì cháu cũng cần phải đi một chuyến. Thế thì buông tay đi mà làm. Cháu khắc khổ tu luyện nhiều năm như vậy không phải chính là vì muốn trút cơn giận của đám đó hay sao? Cảm ơn thập tâm thúc. Như kỳ, chứ dù đối phượng có bất cứ một thân phận hay bơ canh gì, đều không cần quan tâm. Chỉ cần làm chuyện đúng đắn. Dân thập tâm thúc, cháu sẽ biết giữ chân mực. Còn ở cháu nữa tôi già già. Ô nhí, cũng muốn đi cùng với bình phạm đúng là một tiểu quỷ thông minh gọi người sáng lập ra quý tộc như mình là tuổi già già đúng là không vấn đề gì ở à, đi đây rồi đi đi tốt quá rồi cảm ơn tuổi già già bình phạm đi đi nếu như có người gây phiền phức cho đệ, đừng có sợ có ta báo kết cho đệ. Đến lúc đó thì cũng chỉ biết ai báo cơ cho ai đâu. Thì tử, người đang nghĩ cái gì vậy? Sao bộ mặt lại xem thường như vậy? Có sao? Người mau nói đi, Vừa nãy ngươi rút cuộc là nghĩ cái gì Không nói thì ta sẽ Bên Phạm ô Nhi Đây là một vài đang dược cô cô luyện chế Các ngươi cũng đem theo đi Đây là lần đầu tiên đi xa Nhà mọi việc phải cẩn thận Tuyệt đối không được làm lô mãn hành sự Tiếu Bình Phạm, Ô Nhi Đây là một vài trận pháp cấm chế Và binh khí ta luyện chế Các người cứ đem theo Cứ dùng cho thoải mái đi Không cần phải tiết kiệm đâu các người đem đàn dược bên ký bi bảo tận hết rồi Thì thế ta tặng cái gì đi À có rồi Có món quà của cô cô và hành tinh ca Bên phòng quyết định sẽ bình an quay lại Ừ tốt 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 lắm Bên phòng bộ nhi Đây là thiên tài địa bảo ta hái từ trong tiểu thế giới Vào lúc mốt chốt thì có thể dùng được Cứ nhận lại đi Nhất định với bình an quay về đấy Cảm ơn tôi cô cô Trên đường đi không được bắt nào u nhi đâu đấy Intan đi Tukoko. Bên vào màu gì? Chúng ta ở hết nhà đợi ý các người. Mọi chuyện phải cẩn thận được cái sản xuất đấy. Chưa ta biết rồi. Tạm thời ta biết sở cô cô, Tukoko và Hang Kek. À, chuyến đi xa này có bình phàm. Nói thật thì mình thực sự không nợ. Nhưng mà đây cũng là con đường mà hãng cần rồi phải trưởng thành. Nhưng mà mình muốn tuần mắt nhìn thấy cháu trai của mình đi xa nhà. Còn đi một nơi nguy hiểm như Đồng Châu Ai... Chớ nhị Chú Thượng Ngươi đi bảo vệ bệnh phàm trong âm thầm Tuy đối không thể để cho bệnh phàm cái chút bất trắc gì Giờ chú Thượng Ai, Chăm Chấm chỉ tu luyện thần cảnh Không phải là điểm cuối Giờ sư tôn từ lúc nào đã hành tình quay lại Năm vừa đâm Châu, khi vẫn chi tử không thể ở nhà nhất định phải ra ngồi phi bạc. Nên liệu vào vườn lạc, lại có một khoảng thời gian không kích phát được phần thưởng của tổng thống rồi. Có phải là do nguyên nhân phía bạc hay không ta? Thầm tâm ca, chúng tôi quý vị rồi. À, về rất, về rất đúng lúc. Cái này cho mùi. Cảm ơn. Cảm ơn thầm tâm ca ca. Ta tạm cà cà, ta phải về tổ trạch chỉ điểm cho đoàn đội luyện đàn của sở gia rồi. Ừ, đi đi. Xem ra, sở gia đã phát triển rất thuận lợi. Đã rất lâu rồi, chưa có nghe thấy tiếng gào của sở thiền mình. Mình vẫn không nên đi chọc cái lão già sở thiền mình kia. Không nên đem cho người ta đọc đến tức ôi máu. Địa tử đến vị của người đi nhầm vào bi cảnh linh tộc của thường cổ. Được phong làm địa linh chi tử ký vận thổi biến, phân thưởng lợi tích địa thường. Mà cái tên đến việc này kịch phát phần thưởng của hệ thống rồi sao? Đi nhầm vào vị cảnh linh tộc của thượng cổ, mà địa linh tộc chưa nghe nói bao giờ. Hơn nữa đến việc còn được phòng làm địa linh trị tử. Đây chính là địa linh tộc là chúng tộc của cái loại cây nào đó hóa hình mà sinh ra. Tính vì sao lại được phong làm đi lên chi tử chưa? Không phải ta chỉ là ăn trộm vài quả thôi sao? Đã kích phát ra được một vài dị tưởng, sao lại trở thành đi lên chi tử rồi? Đưa trách người đưa đến nơi này, con chú dụng ta ăn trộm đồ này chứ. Dối ràng là chú nhân buồn miệng mà. Đi lên chi tử thì đi lên chi tử vậy. Ít nhất thì hiện ta mà nói có ít không có hại. Ngươi có đi linh tộc này mặc dù ít, thương lực thì không yếu. Một vị thần cảnh, năm vị thiền cảnh, còn lại đều là tôn cảnh và địa cảnh. Đại tộc lão hút đi linh tộc. Cô ta còn có truyền thừa kiếm đạo không? Có chứ Đi linh tộc cô ta đừng có xuất hiện một vị lão tổ tiên tài kiếm đạo. Ông ta đã từng để lại địa linh kiếm đạo. Thế thì nhanh đưa ta đi xem. Linh tử mời ngài đi theo ta. Thơ sự là bảo địa, tất cả đều là linh dược và linh quả, khi rời khỏi thì nhất định phải lấy đi một ít. Sau khi quay về, vương lạ đều không cần phải lo lắng, không có linh dược để tu luyện đang rồi. Mà càng lúc thì càng cảm thấy, quá trình trở thành đi linh chi tử đúng là giống như trò chơi của Nít vậy. Ta là tập nhân, nhân tộc, sao có thể trở thành đi linh chi tử được chưa? Có âm mưu, Đơn cấp của quả này vô cùng cao, nhất định là rất ngon. Không biết có thể ăn được vài vãi hay không nữa. Linh tử, đó chính là địa linh kiếm đạo. liên tử, ngươi hãy ngồi trước tường của lão tổ, thành tâm cầm hóa tổ tiên, nhất định sẽ có tư hoạch. Có gì đó sai sai, phải cẩn thận một chút. không hay quả nhiên là có vấn đề mà số hiện dị tượng có vẻ là lấy dược được sự công nhận của tổ tiên quay về cổ vật chỉ là vấn đề thời gian Tờ chết thì hắn cũng phải chết con ngươi còn y hit ta sao thì sẽ trực tiếp bóp chích hắn luôn Ui ta bị mô mắt rồi Lại nhỏ mô chủ nhớ như vậy Hả Đây là thao tác gì vậy được có cho rằng Người có thể giết ta đầu chớp mắt cho dù là giết ta Thì hắn cũng sẽ chết mà thôi Chỉ là một thử thách Tại sao người lại phải bóp chết hắn Ngươi là linh tử Đừng có cho rằng ta sẽ là tổn thương tới người Không thể nào Vừa nãy đã cảm được ứng được nguy cơ rồi. Ta là nhân tộc, người không biết. Là đi nhận ta là linh tử sao? Đừng không có lùa ta. Thật ra thì linh tử thực sự là đi mà chi linh. Chỉ còn giúp bản thân, đi mà chi linh sẽ tự do. Đương nhiên, có thể ngồi lên bảo tổ linh tử. Người và hãng đồng cầm cộng khổ đương nhiên chính là linh tử. Linh tử của tộc ta từ trước đến nay đều là người ở trong nhân tộc Linh tử ở khóa này nhìn thế nào thì cũng có gì đó sai sai vậy. Ờ à, vậy hắn thì sao? Linh chủ. Ờ à, cái này không được. Hắn là linh chủ. Ta là linh tử. Thế không phải hắn là chủ nhân hay sao? Đây là quy tắc. Không được. Sao ta có thể tấp hơn hắn được chứ? Ta mới là chủ nhân. Đừng có mà hiếp tới ta. Nếu không ta sẽ giết chết hắn. Các người sẽ không có linh chủ nữa. Hả Địa mà chi lên này Chỗ người kiếu gì vậy trời Có điều kiện gì có thể nói Dớ giải biết hơn rồi đấy Người bớt tờ hình mạnh rồi đó Chia cho ta 30% Thì quá ít người ta muốn lấy 40% Ừ 35% không tới nhiều hơn được nữa đâu Kỳ tình đình việc này không hối danh là khí vận di tứ mà tìm đúng là đi hình thực đi mô bộ bị xấu nên vị này không thể chế được trên thực phần thượng gọi thọng vậy thì địa thừa một trang một địa giới có sẵn luật tịch địa ở trên đời lục mở ra lục địa tự thành địa giới của một phường chỉ bảo mà có thể mở ra lục địa đại đạo lại có nghĩa là có thể đem động phủ trực tiếp mở ra trên đại đà rủi thế mà trong chụp mắt lại là biên giới của tiêu thế giới mà đã mở ra một vùng địa giới mới có tịch địa thừa thì nghi khác không qua nguy sợ đạo tên khi vì đại đạo thì có thể dựa vào cái này mà có thể có chỗ đứng ở trên đại đạo rồi Trực tiếp ở trên đại đạo mở ra chỗ đứng Thậm chí lại có thở phần ra được một đạo thần hồ Thường trú ở đại đạo Bất cứ lúc nào thì cũng có cảm ngộ được đại đạo Hoàn thiên đạo tác nuôi dưỡng đạo tác Giống như là mình đích thần tới đại đạo Mình tốt liền là thiền nạp đạo Pháp Và hỗn động bất gì thể Nạp đạo nhanh Thì ở xa tìm kiếm vào giả ở đạo cảnh Nếu như có thể thường trú ở trên đài đạo Vậy thì tu vi thần cấp Thì sẽ tiến triển cực nhanh Đình việc này cũng được để trừ Có muốn danh là đại đệ tử dưới trướng của mình Đem đến một chi bảo như vậy Hòa nhiên là cái vận dị tử nên thả nội. Phía bảo ở bên ngoài Còn biết phương Vương lạc mà Phật Hổ thiền nhai, Bọn họ có thể đem đến phân thưởng gì Con có tiêu lượng Cũng cần phải cố gắng thơm Đi, đi tìm cường già đầu cảnh Thân viết ở trong nhóm đại đạo đà Vân hơi ít một chút Nhiều người thì mới nói nhiệt hơn Nguy sợ đạo tình cũng có thể giành được một thần cấp nhìn hơn Tiểu tờ vương đã đi nhầm vào bi cảnh Câu duyên của người đột phá đi cảnh Phân thưởng là một đoàn đạo vận Ai xa Xí chút nữa thì quên mất tiểu Tà vương rồi Cái tên này lại đột phá đến đất cảnh rồi Đưa đi chứ Với tốc độ tu liền của hắn Thì báo thù cũng có hy vọng rồi Hơn nữa Hệ thống không có phần tượng tù vi Mà lại là đạo vận một đoàn đạo vẫn ngang bằng với nửa tháng nạp đạo. Hy vọng tiểu tà vương thân tàn nhưng mà vẫn kiên trì, có thể đem đến chút bất ngờ. Không tìm thấy cường và dạ đào cảnh, xem ra. Sau này thì mỗi ngày đều phải dùng hỗn độn, diễn đạo cảnh một lần rồi. Trung quận của Đồng Châu ừ. Tên tiêu tử này nhìn ngốc nghếch, khỏe mạnh chính là hắn rồi. Mình đã kiêm tốn tới nhiều vậy rồi Mà lại còn có người tìm phiền phức tới mình Lấy nào bấm sinh Mình có khuôn mặt với bị bắt nào Lời nó phầm phầm nhà mình Là đồ ngốc ừ, Đúng là quá đáng thật Mình phải để cho bọn họ bị công bố của quỷ Thì chết đi Cho cô này nấy Cái đám người ác ôn này Thật đúng là càng ngày càng quá đáng mà Đến ngay các người bình thường Cũng ra tay Màu chạy thôi Nè kẻ ngốc ta đây có người đó Người không phải nên nói một tiếng cảm ơn sao Thôi bỏ đi không sợ đâu với một tiếng ngốc như người Người mới là kẻ ngốc Người còn không phục hay sao Có tiếng của này nãy đập ngươi thành cái đầu heo hay không ừ, Không thèm quan tâm tới cụ Kẻ ngốc người yêu đuối Không sợ chết Con dây khắp nơi Kẻ nhóc người, người lại không nghe lời Thôi bỏ đi một tên ngốc như người là người bình thường một rồi cô ta người sẽ bị chết thành đôi mất đúng là có người với rồi người mới là kẻ ngốc người phàm người có muốn nhìn thấy thân thể của cụ tài không hay là ta cởi quần áo cho cô ta ra để cho người ngắm nha thì rồi để cái làm loạn ngoài đường mà để cái làm chuyện đó trước mà nhiều người như vậy chứ Cô đừng có làm loạn nữa, đừng có quậy nữa, nhanh đi ra khỏi cơ thể của cô ta đi. Cô ta chịu người là kẻ ngốc, ta phải cho cô ta một chút trừng phạt để cho cô ta đến cơ thể của, cho ta mượn ba ngày là được rồi. Dốc cô là dòng thủ đoạn gì mà không chết được cơ thể của ta? Hình như là trong cơ thể của ta, lối thủ đoạn này đúng là chưa từng bao giờ nhìn thấy. Người tên gì? ờ ờ, ta tên là Dư Bội Bối, à, ta là người Dư gia. Dư gia dạ. Có phải là dư gia dạ Là một trong ba gia tộc lớn của đồng châu đúng không Ở đồng Đường, đúng Ta là tàn tỷ thừa của Dư bối bối của dư gia. Dạ. Phạm phạm Cô ta là tỷ thừa của dư gia, dạ. Hay là ngươi ngủ của cô ta đi Như vậy thì ngươi có thể có Được xem như là một nửa người của dư gia dạ rồi Trong đầu của cô Rốt cô đang nghĩ cái gì vậy Cô ta chỉ là một bà cô già Sao ta có thể thích Của ta được chưa Kỳ ngọc thôi người, người chưa ai là bà cô già ừ, Cô cũng gần bằng tuổi với cô Tô cô Và vẫn Và vẫn có, cô cô của ta Còn lớn tuổi hơn ta rất nhiều Đối với ta mà nói thì không phải là một cô già Thì là cái gì Ôi nhi à, thả người ra đi Người là, là người của bà cô già này là có ý gì vậy Ta không đấy Ai bảo cô ta chửi người là kỳ ngốc chưa Nói như người thừa nhận bản thân là kỳ ngốc Thế thì ta sẽ tại cô ta ra Hả? Ba ngày rồi thả bà cô già này ra đi Mở miệng ra là bà cô già ôi tức chết đi được Phạm Phạm à, ngươi thật sự không ngủ với cô ta sao Thì cũng có hơi già một chút Nhưng mà trông cũng rất xinh mà Ôi đừng có quay nữa Nhớ đợi cô dự già đi với lão phu một chuyến phàm Phạm, chúng ta có nên cứu cô ta không lần trước cô ta ra tay giúp chúng ta đuổi rùa mối đi lần này của cô ta một lần thì chúng ta không ai nợ ân tình nữa phần bà bà mau đến cứu ta nhớ đầu cô dừ già đừng có gọi nữa Ngón ngón mà về tay chịu trối đi tập tâm thúc đã từ nỗi vi ta phán diện thiên nàng đều chết vì nhiều lời nghe nói nhiều như vậy nhất đời sống không được lâu đâu hử ừ. Ngươi đúng là một tình ngốc mà hắn lấy cô nhà đi cạnh đấy. Thân nhảy rình, đi chết đi cho ta. Hả? Lời. Chúng ta có nên giết hắn hay không? Giết hắn thì sẽ có phiền phức hay không? Ta ghé phiền phức lắm. Vậy thì không giết hắn thì sẽ luôn nghĩ tới việc báo thù. Đến lúc đó thì sẽ cầm phiền phức hơn. Chúng ta hãy thấy diệt tích thì có thể tránh được phiền phức rồi thờ hụt của hắn thì ta có thể khống chế lại đi đem hắn luyện thành hồn liễu Ơ à, có gì đâu sợ sạch phải chỉ trốn thôi đi muốn chị sao ai à da Cường và địa cảnh đã giới dành chết như vậy sao trước tiếp bị hủy thế gì tích rồi Người có muốn không Người là thần hồn ư Ta là quỷ không phải là thần hồn Quỷ Trên thế giới này có quỷ sao Để rồi nghi cơ Đã được loại bỏ rồi Có thể đi được rồi Chúng ta hai bên không ai nữa ai nữa Người có tu vi gì vậy Đã bao nhiêu tuổi rồi không liên quan gì tới người người đến trong quận làm cái gì ta biết rõ trong quận ta có thể giúp người ta muốn đi khiêu chiến với kế già muốn đe cửa già lên trên mặt đất phần đi đi tâm đi tí tí nhất đi sẽ giúp người thế người giúp ta thế nào cần khai khiếu chiến với thế hợ của kế giả đánh bại hết toàn bộ bọn họ Ta những giảm dưới đất khiến cho kế giả mất hết mặt mũi Ừ, chú ý này rất hay. Các người đã nghe nói gì chưa? Chuyện có gia vị người nào đó tiến tới tận cửa kiều chiến rồi. Đương nhiên rồi. Đều đã tiền thấp trung quận rồi. Ngày đầu tiên thiên kiêu dưới 30 tuổi của cớ già. Tất cả đều đã bị nhiên ép rồi. Một quyền một người đến nằm ấp ở trên lôi đại Nửa ngày sau thì không bò gì được. À đúng đúng đúng. Sau đó thì hậu bối đế cảnh của kế già cũng ra tay rồi. Dưới tâm trùng đều tất cả đều đã thua hơn nửa giờ buổi của dự già cũng đứng sầu giúp đỡ vì ông tức của lân bạch vận người đứng đầu của thiên kia đông sầu đây là một giảm nát mà của ký già xuống dưới đất luôn hay sao vậy gia chủ Vừa già chủ đã trả lời lại thư rồi chuyện này không liên quan tới dự già chỉ là tiểu nữ ra tị vì ân cứu mạng mời bà đáp ân tình của vị tiêu hổ kia nếu như không có liên quan đến dự già vậy thì không cần với kiến kỳ điều gì đi gọi thơ trẻ của cớ già để lục cảnh trùng ra tay đi đến đồng chầu cho tới bây giờ vẫn chưa gặp được mặt vợ kỳ già cho cửa hàng ngày chỉ cần ta có thể kinh doanh tốt cửa hàng có tài năng kinh doanh xuất sắc vậy thì có già sẽ nhận được con rưỡi như ta còn về thiên phố tu luyện thì có già không thiếu cửa hàng rất nhanh sẽ đợi khởi sắc sau đó thì tình đã xuất hiện rồi. Cửa hàng vừa mới cởi sát trồng trong chấp mắt đã bị thua thợ, thua bài tạm hại. Đập cho ta. Sĩ nhục, ta không làm gì được hết. Nghe nói có một trẻ, người trẻ tuổi đến khiêu chiến thiền kiều của cửa già. Hy vọng người trẻ này có thể kéo dài thời gian, thậm chí là quấy nhiễu cơ già một chút. Đi xem người trẻ khiêu chiến có già kia vậy. Đây chính là thiền kiều cơ già sao? Còn không bằng cà phê vật thiên thần con đi đi Giận phù thần lợi là cớ thiên thần à thiên cứu mạnh nhất của ghi già một trăm tuổi là con già đi cảnh bây giờ đã cảnh cấu trùng rồi lơ tia thế thiên kiều lại có hy vọng nhất vấn đỉnh thiên cảnh nhất đây là tri đế chọc điên cớ gia rủi muốn vượt cảnh kỳ chiến đấu đúng không đến đây đi Nè thì ngốc không được thì nhận thù đi Có thiên thần rất lợi hại đó Ta rất tò mò là đã phát Phái người tới đây khi chiến cứu vợ của ta vậy Không lẽ người cho rằng là người có thể vô địch Với đứa cảnh sâu. Người chính là thiên kiều mạnh nhất của kia về đúng không Là ta Giờ tốt. Hôm nay ta chính là muốn giống người ở dưới trần Nói với người có già rằng Thiên kiều của có gia đều có tiếng mà không có miếng Không bằng phế vật Bình phàm đến tới tầng cửa rồi Phế vật vừa khởi Tiếng áp thiền kiều quá mật đại và tộc mới ra Lời có kịch hay rồi Cảnh giới của bình phàm lại có hơi thấp một chút Nhưng mà khi hắn chưa đột phá địa cảnh Thì nhục thân có ngang bằng với vợ và địa cảnh Đi Đị đàn Có như là ăn đồ văn vật vậy Nói vì nội tình thì có thể ngang bằng với bình phàm Trên thế giới này không tìm được người vài người Là thiếu bình phàm anh nói ngôn cụ mà tên đi Ta sẽ để cho ngươi toàn thầy ừ. Ta là sửa bệnh phạm Đến từ sửa già của Nam Châu Năm nay đã 16 tuổi rồi Tôi với đất cảnh tam trùng Hôm nay Tôi sẽ dùng thực lực Để nói với người đời Thiên kia của đời già chẳng quá chỉ là phế vật mà thôi 16 tuổi đất cảnh tam trùng Đế cảnh 16 tuổi á Đây là yếu nghiệt bậc nào vậy Phụ thân của ta là Sơn Nguyên, mẫu thân của ta là Kỷ Sảo Vi, ta chính là tiểu phế vật và tiểu rác rủi. đã từng bị cứu và các người ghét bỏ. Hôm nay, ta sẽ cho các người đời biết rằng, cái gũi là thiên kiều của kế già, đền này cả rắc rủi cũng không bằng. Hắn chính là con trai của tiểu thư cố và. và người trong phế vật à, không được có giá thừa nhận đây sao? Yêu nghiệp tiệt thế như vậy, đã bị từng bị cưới giờ gạt bỏ tự xứng là phía vào ra rụy người cứ giờ bị mù mắt rụy sao vậy người nói cái gì đừng không có làm loạn tâm của ta Diệt chấm đi sáu có thể chưa người chắc hắn chấn là hắn chưa giờ quá thật là hắn bình phẩm Thiên kêu cửa già đều là cái tiếng mà không có miếng Không bằng phế vật Đột phá rồi Cái gì ừ, Không hay Đủ rồi Lò bà tử Ý lớn hiếp nhỏ Đừng có cho rằng ta dễ bị bắt nạt Cô mũ Gió Thiên kiêu của cô có già không bằng rạc rủi Không bằng phế vật ờ, Có thiên thần và tộc lão của cái già lấy thú rủi Đúng vậy hả Số bình phàm mới là để cảnh tứ trùng Tiếp tử này là để cảnh tứ trùng Đâu đó nghịch thì như vậy Nói nhiều mà đến đến cảnh cấu trùng Thế không phải là Còn có ai nữa không Không ngờ từ vì có tiếu bình phàm Lại khoa trường như vậy vượt cảnh giết kẻ địch giống như là các vừa thấy râu vậy. Cực đạo mà bệnh phạm tu luyện vô dĩ là vô cùng mạnh rồi. Mà bệnh phạm lại là thiên kiêu thiết, tuy thiết trong cực đạo. Có thành tư chiến đấu như vậy cũng không khô trường. Chỗ ra sợ bệnh phạm của người thể hiện uy thế của cực đạo. Nổi tiếng cả đồng sầu phấn thưởng là thân cấp vị trí đạo tặc. Ừ, tuyệt vời. Cái đứa cho trại lớn như thế này của mình đúng là không uống công thường nó mời ra thì đặt thần cấp đó tất cho mình rồi cũng xem như là bước vào cửa cửa thứ hai của nhập đốc cánh sớm hơn rồi <laughs> à tiên sinh à ngài đã cười cái gì vậy à không có gì vui thôi chúng ta cứ tiếp tục xem tivi thì tớ ngươi được lắm ngươi còn có tư bản ngông cuồng à nhưng mà đây không phải là nơi mà cho người to gan ngông cuồng con dám làm loạn chứ dù là trên người có Có người có chỉ dòng máu của cơ già thì hôm nay ta cũng sẽ không thụ hại lâu tình đâu. kia già không có liên quan gì tới ta, người cũng không liên quan gì tới ta. Món quán ta thì cũng không đến là người, cha mẹ ta đang ở đâu. Cả người nhất định lập phái, cho ta một lời giải thích. Nếu như cha mẹ ta có chuyện gì, sở bệnh phạm ta nhất định sẽ săn bằng ký già. Khốn kiếp, người có biết mình đang nói cái gì không? Nói vừa vài vớ ta là ông ngoại của người, Cô lại dốc ăn núi đợi ngày bớt đạo như vậy <laughs> Tờ khinh Ông còn biết ta là cháu ngồi của ông sao Ban đầu là ai nói ta là mối sĩ nhục của cơ già Cái thứ rác rưởi vô dụng Xem ta hôm nay dám kích tên gọi thiền kia của các người xuống dưới đất Thì mới nói cho ta là cháu ngồi của ông Ông còn có mật mũi nào nữa hay không vậy Khổn kiếp Hôm nay ta sẽ thấy cha mẹ của người giao hứng lại đứa con trai bất hiếu như người Kìa chủ đừng mà Chà, là cha Cha ư ừ. Bên Phạm, chứ tiền đừng có đồng tay Để cha nói chuyện với ông ngoại của con Nhưng mà cha Kỳ gia chủ bên phàm vẫn còn rất trẻ Tất cả có gì không phải ấy đức một người làm phụ thờ như ta chịu thay Hừm, <laughs> <laughs> đó chính là con trai tốt Mà sợ nguyện người dạy ra sao Xem thường bậc trên vô cùng ngóng cuồng Nói nhiều muốn được tha thứ Cha, sao phải cách khi về hắn làm cái gì Cơ giới là cái thả gì chưa? Bọn họ dám làm còn bị thường, đơn nói là kỳ già, không có thần cảnh. Cho dù là có thì cũng biến mất khỏi thế giới này. Nhưng mà bình phàm à, mẹ của con... Chờ, yên tâm đi. Mẹ con rất nhanh sẽ ra ngoài mà thôi. Đi. Tế tử này đúng là quà lớn láo mà. Nhấn từ tù vì của hắn mà thấy. Thì phía sau chắc chắn là cơ nhờ cao nhân truyền vậy. Chỉ là một số bình phàm không có gì phải sợ. Nhưng nếu như tác động tới thích lực vi sầu quán thì nhất định sẽ gây họa. Muốn giải được câu chuyện ngày hôm nay, chỉ có hơi nghĩ cách từ chỗ của cốt sáu vi này rồi. sợ nghiệp phạm nhi sáu vi mẹ đây rất là sao sao còn có thiên tình không phải nói đang trị thường hay sao phạm nhi con đã cao hơn rồi con có hơn cái mẹ nữa nhưng mà năm nay con đã chịu ít có biết khổ cực rồi đúng không mẹ ở đây không phải là nơi nói, nói chuyện con sẽ đưa cho mẹ rồi con đi này, này trước ở à, được, được phạm gì của mẹ đã trưởng thành rồi muốn đi thì các người cũng không xem giá chủ của cơ gia tà là gì có đúng không để cứ sau vì ở lại lo giờ chết tiệt Này lại đánh liếng ừ. Có chuyện gì vậy Đi ừ. Thiên thần Người đã làm cái gì vậy Người biến rồi sao còn đúng Bộ dạng này của thiên thần Là tình thì từ đó dở trò thì tự người rút cô đã dùng thủ đoạn gì làm thiên thần biến thành như vậy Ô nhi ra ngoài đi cho ta đi thôi đưa bên phàm vừa hay ta cũng đã chế độ rồi ở đây là thứ gì vậy không phải chứ người đây sao lại đi ra khỏi tự trên cơ thể của cơ thiên thần vậy thì chắc chắn đó là người sâu không phải là người thì đó là cái quỷ chất Tình tại này đây rốt cuộc là sao? Hồi là lên núi nhân đó đã dở trò. Lâu đó ta còn đang đi thượng ở trong sân, nơi nhân kia tử sân là quỷ đồng nhiên bay vào, do ta thu cấm chức cơ của, của ta, thái sáu vi ra. Về chùa hòa à, không thể để cho cái đám bạn muốn tà đào này chỉ trốn được. Nếu như không thì cứ giờ chúng ta may mắn không có người yên ổn. Ta má bà đậu, người người đều muốn giết. Cả người không chỉ quấy nhiễu đến an ninh của cửa già ta, còn thí trưởng ta thuộc ở đi, Đô lại hứa cho ta Mơ đi Chỉ vô lá già người sau Quả nhiên là bàn môn tà đạo Lại có thể đem hai trận pháp hợp lại thành một Cái người cho rằng Vô vào trận pháp tà môn này Có thể trấn áp được ta sau Lão già Trấn áp người không phải là mục đích. Cơ thể nhúc ngươi được một chút là đủ rồi. Không cần quan tâm tới hắn, cho ta đi thôi. Các người nhớ kỹ, nếu như không cam tâm, có đến tiền ta báo thù bất cứ lúc nào. Tiền đưa là hãy chuẩn bị Cỡ do bị sang bằng đi. Số bệnh phạm và nơi quỷ này đúng là quá khủng bố. Còn không phải thì sao? Người xem, gia chủ của cớ giờ sánh mặt rồi kìa. Dân môn vọng tập như cái gia đình này Có hai tiểu bối Cũng không ngăn được Nếu mà truyền ra ngoài thì chà 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 Thì sẽ à Người không xem tới nữa hay sao Vốn dĩ còn cho rằng Chính đi đồng sâu lần này có bệnh phàm Sử dụng được ác chú bại Không ngờ có già lễ phế như vậy Không còn phải xem nữa Ngươi tự mình xem một mình đi Họ với quy tộc của người u nhị Chấn động ra tay Lâm kinh tới danh tiếng của quỷ Phân thưởng thần cấp âm chi đạo tắc Hả? Con có thu hoạch bất ngờ không tệ nha. Tiên sinh à, có một vị lầu trụ cầu tình tu vị thiên cảnh có màu vàng lo lắng đến nằm châu. Nhưng lại không có bất cứ một kỷ trị lời nào hay là âm thầm không chi trước. Có bộ dạng lo lắng đến sau. lấy nào là người đứng sầu phát giác ra biến động gần đây của hát việc lâu. Trước tiên thì dòng sức mạnh của ta cho người không chế hắn. Cho dù người đến rút cuộc là có dùng ý gì, thì chúng ta phải nên ra tay trước dương tiên sinh tiên sinh à lâu chỗ cô tình khai rồi hả nhớ như vậy sao đúng vậy đó hắn nói lần này đến đây là vì muốn thấy người đứng sau thăm dò tình báo đồng thời thì người đứng sau cũng đã trên đường đến nam châu rồi Được rồi ta biết rồi người đi làm việc của bộ thông tin đi dương tiên sinh tiên nhi chuẩn bị thơm hai ly trà ừ, có khách đến rồi sao Đúng vậy đã đến rồi Mời vào đi ngồi Ngồi đến năm châu không phải là vì muốn gặp ta sao Cô nương sướng hố thế nào Hát nguyệt Thân lên đất cảnh cửa rụng Hơn nữa hết lại đang mang bệnh Tình hình như vậy còn có thể nắm giữ được Nguyệt lâu mấy năm Xem ra nữ tướng này không tầm thường Các hạ tại sao lại muốn độc chiếm hát nguyệt lâu của ta vậy chưa tiền ngồi xuống uống trà có được không? cô có năm vị bạn hữu thân cảnh cũ trồng cũng xuất hiện, chúng ta ngồi xuống nói chuyện tiếp. Người trẻ này nhìn thì bình thường, như vậy sao lại nhìn thấu được bí thuật ẩn dấu của mình vậy? Xem ra không phải là nhân vật tầm thường. Ta không thích ánh mắt mang lòng thù địch. Người nói cái gì? Ông ngoại à, không thể lộ mạng. Ông ngồi bảo vệ cháu gái, nắm giữa hát nguyệt lâu, đúng là ông tổ hợp thú vị mà. Một tổ hợp, xem ra, câu chuyện với sầu có lẽ rất đẹp sắc đi. Hát nguyệt bám sinh có thần hồn kiếm khuyết, một là một trọng đại khí vận giả của trùng vật, đến từ trùng châu của trùng vật. Cờ già thế già, cô cố nhân vườn, là con gái riêng của gia chủ cờ già đương đại, bị gạt bỏ, muốn tìm kiếm chí bảo để hồi phục lại thần hồn đến bác vật âm thầm được lấy hát nguyệt lầu dẫn dắt hát nguyệt lầu tân bước cuộc khởi thì rất là nhiều vậy à. hát nguyệt lầu là do của ta cướp được thì có thể thấy tâm tư rất kỳ càng còn là một đại khí vận giả hậu vệ của nhân vương xem ra cơ quả tiến đỡ của mình đã có người chấp hành tốt hơn rồi chúng ta đều đã hiện thần theo yêu cầu của người rồi bây giờ mời người hãy trả lời câu hỏi của ta người rốt cuộc lại có âm mưu gì với hát nguyệt lầu Thế như ta được biết thì hát nghiệt lầu không phải là do các người xây dựng Cái đúng không? Quá tự không phải là do ta xây dựng. Nhưng mà sau khi ta tiếp quản hát nghiệt lầu thì nó mạnh hơn, càng hơn thiền hơn trước đây rất nhiều. Cho nên hát nghiệt lầu chính là của ta. Vậy sao? Cơ hát Nguyệt Người nói cái gì? Rốt cuộc ngươi lại. Ông ngoại à? Ngươi trời sinh thần hồn chỉ đáng tiếc tân hồn bị khiêm khuyết. Đó chỉ là khiến cho người chỉ dần bước ở đất cảnh cổ trùng không thể đột phá. Đồng thời bởi vì thần hồn kiếm khuyết, khiến cho quá trình tu luyện của người vô cùng khó khăn đau khổ. Nếu như cưỡng ép đột phá đến thần cảnh, ế rằng phải chết, có đúng không? Chuyện thần hồn kiêm khuyết, trên đời này chỉ có hai ông cháu mà biết. Người trẻ thần bí này rất cù lại. Người này quá khủng bố, giống như đã bị hắn nhìn thấu tất cả. Mục đích của hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Người đến bác vợ nằm giữa hát nguyệt lầu là muốn tìm thấy phương pháp bổ sung đầy đủ ở thần hồn mình ở trong. Được rồi, ta còn có một thắc mắc. Người làm thế nào và phát giác ra hát nguyệt lầu đã xảy ra biến cố? Rất đơn giản. Ta biết tất rõ tất cả vận hành và thao tác của hát nguyệt lầu. Bất cứ một thái đổi nhỏ nào trong đó ta đều biết rất rõ. Đồng thời ta còn có trực giác hơn người thường. Vậy trực giác của người có nói về người rằng Hát nghiệt lâu sắp biến thiên Rồi không Hát nghiệt lâu bây giờ Ta đã không quan tâm nữa rồi Ta cho người đi Ta chỉ muốn một biết mục đích ngươi làm gì Làm như vậy là gì Nghi nhi Nói nhiều như vậy uống ngụm trà cho đi Nghiệt nhi à cháu Ông ngồi à không sao đâu ôi trà này Đó tờ tiên sinh đã tận trà Trà này chỉ bồi dưỡng cho thần hồn của người Bổ sung đầy đủ cho thần hồn đối với ta mà nói Đã chuyến giới nhất trở bàn tay Cái gì Một lý trà có thể bồi dưỡng cho thần hồn sau Còn có thể bổ sung đầy đủ Cơ hất nghiệp khẩn cầu tiên sinh Giúp tiên nữ bổ sung đầy đủ cho thần hồn Sau khi trong chuyện Nhất định là sẽ dốc hết sức để báo ơn Bổ sung đầy đủ cho thần hồn ngược lại thì giờ nói Chỉ là tôi có một yêu cầu nhỏ à, <laughs> Cái biểu cảm này không lẽ là Không lẽ lấy để thần bảo đáp đi chứ à, <laughs> Đâu có nghĩ lệnh lạc như vậy chứ Là cuối đầu bánh sự chính thức Đệ tử cô hát nguyện bài kiến sư phụ Trực nhớ của nghiệt nhị từ trước đến nay đều rất chuẩn xác Đã vô số lần giúp chúng ta vượt qua hiểm cảnh tìm được chi bảo lần này bác sư có lẽ cũng thông qua trực giác mà phán đoán vì sư phụ ở trước mắt này không phải là người phàm sư phụ Tốt tô tô nhớ đến gì đi hành tình ra ngoài gặp thích sư muội của người vâng sư phụ họ sẽ đột nhiên lại xuất hiện một người sống vậy ta con có sư quân sư điệu À, xin chào thứ sư Muội, ta là tứ sư huynh có Muội hành tinh ừ, Xin chào tứ sư huynh À đúng rồi, ta chuẩn bị một chút quà gặp mặt sư mùi đây ừ. Đây là con rối nhỏ mà ta tự luyện chế, cơm đi mà phòng thần Muội ừ, đó ta tứ sư huynh ừ, Không cần phải cạch khí, đây đều chỉ là chi nhỏ thôi Tứ sư huynh cho mình con rối này cấp bậc thiền bình Sư huynh mới chỉ là từ vi đất cảnh Thì có thể luyện chế ra báo vật cấp bậc này Đồng giới đối chiến không phải là vô địch rồi sao? Hả? Thiền phủ của hạng tình lại nghịch tiến tới như vậy? Vậy thân là sư phụ của Nguyệt Nhị thế không phải là... à, tình, sau này về chăm sóc tiểu sư mùi có biết chưa? Anh nhất định rồi sư phụ. Người thu nhận một đệ tử bẩm sinh có tầng hồn là người lựa chọn tục nhất chấp hành cớ hoạch thiền đạo, phân thưởng là thiên đạo quyết. Tiền nghị cả hệ thống đều cảm thấy nghiệt nhị là người chấp hành tốt cho có hoạch thiền đạo. Xem ra, tiền độ của cô ta rỗng mất rồi. <laughs> nghiệt nhị à, nếu như ngươi đã là đệ tử cô ta, vậy thì vì sự bây giờ sẽ giúp người giải quyết hậu họa thần hồn. Đã tạo sư phụ... Thần hồn đạo quả, đã bỏ bổ hồn trong tiền thiết lấy tiện lấy ra từ một không gian nào đó như vậy sao? Xem ra Mình bái sư là đúng rồi đi đây, đây đây chính là công hiệu của đạo quả bổ hồ mưa cảm giác trong cơ thể chỉ ra sức mạnh sức sống rất mạnh cảm giác này đúng là tuyệt vời vì có được thần dược bổ trợ Vừa cờ già và Trung vực hồi phục chỉ là chưa ở trước mắt rồi vì trả lại như vậy người gì ạ? À, bị làm sao vậy? Nghiệt nhi quá vội vàng câu thành công. Cô ta đang liều mà hấp thù đào vận của đào quả. Nhưng bởi vì thời gian khiếm khuyết của thần hồn của cô ta quá lâu. Khiến cho bây giờ thần hồn của cô ta đã bị hư. À, vậy phải làm sao tiên sinh? Y tâm đi. Đỡ tự có sở huyền ta. Cho dù là hình thành cầu diệt. Thì ta cũng có thiến kiến chờ của ta cái tứ hoàn sinh. Sư phụ Nghiệt nhi Có sư phụ ở đây Mọi chuyện không cần phải sợ Sư phụ Đó tờ sư phụ đã ra thì cầu giúp Đó tờ tiền sinh đã cứu Nghiệt nhi một mạng Không cần phải đà lễ Nghiệt nhi là đồ địa của ta Lắm như vậy là bốn phận của một người sư phụ như ta nên làm Nghiệt nhi sau này không được vội vàng nữa các biết chưa Dần đệ tử xin nghe theo lời dạy của sư phụ Tô rồi Vậy thì người đi vào trong thì thế giới tốt luyện cho đi Vâng sư phụ Lúc đó hành tình có lẽ sẽ đi ra khỏi Từ trong biết cảnh này có đúng không ừ. Chân là tiên sinh Người cũng đến làm một ly trà đi à, được Cảm ơn tiên sinh Này thật sự là quá ba đạo rồi Mình vốn luôn bị mất cái ớt thần cảnh ngủ trùng Bây giờ lại có hiện tượng đột phá lên lục trùng rồi một ly trà đã như vậy rồi vậy thì tu vị của thợ sở tiên sinh không phải là trường lão tiên sinh trà này thế nào đa tạ tiên sinh đã ban trà lão hữu trước đó đã có đường đột sở trình sở tiên sinh đừng trách tuổi hết khí rồi hiện tại thì hát nghiệt lầu còn đang thiếu một người tòa trấn mời trường lão ở à, sở tiên sinh lão lần này quay về hát nghiệt lầu sẽ thầy tiên sinh tòa trấn lão đi đây xem ra tính tình của trương lão tiên sinh không phải là vội bình thường gần đây nghiệt nhị tiến bộ thần tốc mà dù thần hồn với trước hoàn toàn đầy đủ nhưng mà cũng không kém gì hơn so với mấy cái người như là Hàn tinh rồi không muốn chính là hậu vợ của nhân vương ở nhà thân cấp từ một năm từ là cái di tích cổ mới hiện thế nó rồi xem ra quy tắc thiên địa của nam châu sắp hồi phục như ban đầu rồi chiến tranh giữa các thế lực lớn cũng sắp bắt đầu nhưng mà lần này có sự hiện ta đi thì nam châu ta nói mới tính đã nói xong mấy lời nói hùng hồn rồi vốn nên kiểm tra tình hình của các đệ tử một chút dù sao thì cũng không thể ra ngoài tham gia chiến đấu được Trường Hà gần đi phải tăng cường tu luyện để có phụ long kỳ giống của vị sư. <laughs> mờ Phật, đừng có mà lấy mấy cái thứ vô dụng để nữa chứ tranh thủ tu luyện đi. Thần dân gần đây thế nào rồi ta? Ăn ngon ngủ ngon hay không đi? Đệ tử của vườn lạc, Của người đã lấy được truyền thừa của cổ đàn vườn, hư không thiên họa thiên hóa, khí vận thời biến, phân thưởng là khí vận đào tạc. đệ tử vương lạc này Thật sự là một người sao may mắn mà. Cái lỗi thần phân thưởng nghịch thiền khí vận đào tác này đều đã kích phá của mình. Bây giờ mình lại kích xấu đào tác ở trên người. Đúng là thấy cái lỗi thực Nhìn xem ai được tốt của mình thùy. Thân cho ta. Lớn. thường đang à. Tục. Vương Lạc Ta quá nhiên không nhìn nhầm người Lý tu vi đế cánh Lời luyện chết ra được thuần đàn Quá như là kỳ tài Giọng bố có được tu vi bậc này Cũng nhờ tiên bố chỉ điểm Không cần phải ghiền tốn Vương Lạc à Bây giờ người là một trong những luyện đàn sự Mạnh nhất của cố vật rồi Ta được xem là một trong những người mạnh nhất sao Vương Lạc Nói thật thì thiên phố luyện đại của người thật ra có ở trên ta để người bái ta làm sự có lẽ hết là người sẽ còn đồng ý. Thì mỗi à, người không cần phải hiểu lầm. Ta đã có sư phụ rồi. Người nói thiên phú cao tháp thì ta không thay đổi ngôn gốc sư thần. Hả? Người có sư phụ rồi. Ở à, đúng vậy, sư phụ của ta không gì là không biết. Luyện đàn, con ở độ cao không gì so sánh được. Ây dồ, vương tượng cổ này lại còn muốn lựa sư đĩa đồ đĩa của mình. Mẫu hư đọc ảnh cảnh của người sau khi giết chết đã để lại mà cũng dám làm mù ở trước mặt của con trai hệ thống tại sao thôi bỏ đi chiến thư của ta đã truyền lại rồi cũng nên kết thúc tâm nguyện đây này à, còn nữa nên như từng lại người đi trung vật để lấy thứ này giao lại cho công chủ của tiên tình cùng nói như thì tình cùng không còn thì thôi à tiền bối yên tâm đi những ý thức của người khác thì ta nhất định sẽ làm hết sức ừ tốt 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 Sư Ma Vương lần này phải là một mình nhiệm vụ chính tuyến rồi. Trên thời thì còn xem nữa, vẫn nên lĩnh ngộ khí vận đạo tác phân tướng vừa nãy quan trọng hơn. Khí vận đạo tác ta đến rồi đi. Khí vận đạo đầu, mở. Đây chính là khí vận đầy đạo sâu Hình như là đặt ở bầu trời dưới chân đều giảm lên mây. Khí vận như ý ở trên người và vật trấn vận đào đỉnh, sản sinh rất cộng hưởng với khí vận đào điện ở đi Lời tự động chạy ra ngoài hấp thụ với khí vận này. Đi lấy nào là báo vật đang tự động thân cấp sao? Nhưng mờ thống không có nhắc nhở mà. Đi. Mờ đi không quản nữa. Dù sao cũng đã đều tăng cường không có hệ thống nhắc nhở cũng không sao. Ủa, những thứ dưới chân này giống như mày đều là trong suốt Có thể nhìn thấy từ phía dưới này sao Từ phía dưới này sao có thể Có vẻ như quen mắt vậy ta Sao càng ngày là càng giống Như là lật cổ vật Không sai chính là cổ vật Khi vận đại đạo này đúng là thần kỳ thật đấy Chắc rất là giống như Đang ở trong không trung Mà đạo này chính là nhìn xuống cả cố vật, khí vận của cả cố vật đều ở dưới chân của đạo này. Mà đạo này lại không ở đây, mà khí vận cố vật đều là không khí, đều là không khí, vô tắc vạn vật diệt. Nếu như mà nằm giữa đời đại đạo này, thì đó chính là thiên hạ vô địch thực sự. Ủa, mà phía dưới sau này có tia sáng đi vào đây. Vị trí của tia sáng này là bắn ra từ vật, bắt vực Nam Châu. Hình như là từ chiến cổ mà Địa của Nam Châu. Hơn nữa không phải là một tỷ sáng mà là năm tỷ sáng. Năm tỷ sáng này phân biệt đối ứng với chi bảo ngũ đại khí vận của bác vật. Chi bảo ngũ đại vận khí của bác vật là tụ tập ở chiến ma cổ địa của Nam Châu. Xem ra, lần này Nam Châu lại xảy ra chuyện lớn rồi. Giật dối còn hơn cả đời chiến của ma cổ địa ban đầu. Tiên Sơn à, thời gian cơm tối đã tới rồi. Hả, ta đồng khi vận đề đạo được một lúc thôi, Mà bây giờ đã là trây tối rồi sao? À, thế thì phải nghĩ ngờ một chút, Sau đó thì chỉnh sửa lại đạo tác khác, Hiện tại đang nắm giữ, Nếu như mà có thể dung hợp thành công, Thì có thể mốt ra được đại đạo thu về bản thân rồi. Nghĩ như vậy thì cái chút kích động, Thành công có thể ghi danh lại văn cổ. <laughs> Sư phụ à, Nguyên Nhi cầu kiến, Ừm, Nghiệt Nhi muốn gặp ta Lý nào là thần hồn gặp phải vấn đề gì rồi sao Nghiệt Nhi à, xảy ra chuyện gì vậy Có phải là thần hồn là xảy ra vấn đề gì rồi không Không phải sư phụ Là có tiền tốt muốn nói cho người biết Tiền tốt Là thần hồn bố sung đầy đủ rồi sao Đúng vậy sư phụ à Bây giờ thần hồn của đệ tử đầy đầy đủ hơn rồi Hơn nữa con cảm giác sẽ đột phá rồi Đúng là qua tốt rồi Sư phụ còn lo lắng cho người Lại gặp phải khó khăn gì vì chưa đây chúc mọi người cảm ơn sư phụ nơi nhiều người đã hộp phục rồi thì vị sư vừa hay có thể đem kế hoạch thiên đạo giao lại cho người chấp hành kế hoạch thiên đạo á đúng vậy đó chính là thiên đạo phù ấn nội dung của cơ hoạch thiên đạo chính là ở trong đó ngươi tìm hiểu một chút đi cái này Cơ hoạch thiên đạo này đúng là quá vi đại sư phụ rút cuộc là mạnh cỡ nào mới có thể đặt ra được một kế hoạch như vậy Bây giờ người vừa hát nghiệt lò đi chấp hành cơ hoạch thiền đạo. Cơ hoạch này cũng là vì ông phó đối với biến cố của cổ vật sắp tới đó. À đúng rồi, sư phụ à. Xin sư phụ yên tâm, có sẽ đem cơ hoạch chấp hành thật tốt. Vì sự tin tưởng năng là của người, đi đi. Nếu như có cái gì không hiểu hoặc là gặp phải cẩn trở gì, thì dùng bộ truyền tiền để liên hợp với sư phụ. Dần sư phụ, một năm sau. Trong một năm này, Mặc dù không thể hoàn thành được dùng hợp đào tắc, nhưng mà thông qua không ngừng dùng hợp, mở ra đào tắc, thì ta đã sơ được đến cuốn cuộc đầu cảnh thứ hai. Nhưng mà muốn đột phá thì còn không ít thời gian. Phải biết rằng ứng không nửa chân đã đã bước vào đào cảnh của cửa thứ tư. Nói như có chỉ điểm của lồng quỳnh thì cho dù là như vậy, vẫn cách đột phá khá xa xôi. Mèo. Ở thiên liền mèo à, sao vậy? Đói rồi không Người sắp đột phá thân kính rồi sao Mèo meo Để rồi những đan dược này ngươi cầm đi đi Mèo Ừ sao không cho ta Vì linh hóa Ngươi lấy bị làm sao vậy đó. Còn cho ta ăn đan dược Người muốn đi phong đối quý vợ tốt liền sao Để rồi ta biết người thích linh khí ở đó Đi phong đối tốt luyện đi Ừ nhưng mà có một điều là đừng có tốn về quý tộc đó Đây là con dân của ta đấy <laughs> Sư phụ ạ, à, các thế lực của bác vừa đã quyết định Một tháng sau sẽ tiến hành tranh đoạt giành ngạch ở Nam Châu Không ít tảng tù nổi tiếng đều đã đến Nam Đến năm Châu trước rồi ừ, Trận chiến trình đoạt của chiến má cổ địa sớm đã có dự định rồi sao Quy tắc thiên địa của Nam Châu Hồi lại năng lượng tân nhân đồng thời hội phục tốc độ cũng không ngừng tài nhìn người tham gia của cách thiền cấp các phương của bố cục chiến mà cổ địa có lẽ hát cũng đã đến lúc ra sân rồi Trận chiến trình đột giành ngạch mặc dù lấy đế cảnh tản tù đều có thể tham dự nhưng mà thế lực lớn của bất vực đã đặt ra cửa ải chỉ có đồ phá được cửa ải mới có tư cách tham dự vào đó nhậm trưởng hà cũng chuẩn bị đi với bác vực rồi không biết biểu hiện của đệ tử dự trướng sẽ như thế nào. Hy vọng có thể kích phát thân thưởng của hệ thống trồng trận chiến tranh đoạt danh ngạch này. Trên thảo nguyên của Nam Châu xây dựng lôi đài của trận chiến danh ngạch nơi này lại cách xa khu vực tụ tập của nhân tộc Nam Châu thuộc khu vực Nam Hoàng. Xây dựng lùi đài của trận trận đoạt là ba tầng môn, là ba tổng môn, Ba nước của Nam Châu phía sau bọn họ đều là thế lực lớn siêu cấp của bác vực con đường thông về Nam Châu đã được mở ra. Cơ ải thứ nhất mà tán tụ đối diện, đó chính là thông qua con đường đến Nam Châu. Nam Châu, nên nghi cả Nam Châu cũng không thể nào đến được. Thì có tư cách gì tham dự trận chiến trên đột danh ngạch? Các thế lượng lớn đầu đàn trên đường về Nam Châu, bố trí cường giả ngăn cản tàn tụ nhập cảnh. Nơi như mà đặt ra cửa ải thì đương nhiên, cũng đã đặt ra quy tắc trên đất cảnh thì không thể ra tay. Thân là tạng tu, phải có chút giác ngộ, không phải ai cũng có thể tham dự vào đó. Người trẻ, à, người đi đi, lão phụ không làm có người nữa. Ây dù, thì tôi người không phụ quay sao? Chỉ là một tán tu thì biết rõ mình mới tốt chứ. Lấy nào người không biết người này đã chết hơn 12 vì đã cảnh tán tu rồi sao? Người bao nhiêu tuổi rồi, thư lực ra sao? Nghe cho kỳ đây, lão phụ 500 năm rồi pha đề cảnh, bây giờ đã là 3.000 năm tu vi đất cảnh cửu trùng cũng là nhân vật thiên kiêu một đời ừ, năm nằm năm mới đột phá đến đi cảnh ba ngàn năm mới ra đất cảnh cửu trùng à, chỉ là phế vào mà thôi người cứ tìm chết sao còn có ai muốn đến nữa không lên Người có thể đỡ được cô ta bà thường Cũng xem như là một nhân vật Do tổ trong tạng tù lại có cường giả nhiều người cũng rất hiếm gặp. Nếu nhiều người có thể thắng rồi ta, thì có ái này xem như là qua được. Lờ tiêu bệnh của tiêu gia là một trong những thiền kiều tuyệt đỉnh của tiêu gia. Đã phân á rằng với dựng ở đây rồi. Không chỉ như vậy mà tiêu bệnh lộc lông già độc ác, thua rồi thì sẽ chết chắc. Chưa chắc phi sầu hắn, nhất định còn có cường giả chống lưng. Cường giả chống lưng thì đã sao chứ? Tiêu bệnh lại không có phá hoại quy tắc hắn cái tiêu gia trong lưng chỉ là một con giả tán tù nhỏ bé lấy nào con dám đối đầu với tiêu gia nữa sao tiêu bệnh của tiêu gia một tên phế vật ngông cuồng từ đại mà thôi người đi là muốn tìm cái chết sao tiêu bệnh người long giả thì hẹp hồi đứng ra không phải là muốn giết tài hay sao cho dù là người thắng thì sẽ còn để cho ta thuận lợi thông qua trước tâm từ đó của người cũng không giấu được ta đâu <laughs> đi chết đi mong đợi thời quan chi lực ta muốn lấy khi khả năng lớn nhất đến bài tiêu bình hủy diệt tâm cảnh của hắn nghiền nát tự hào của hắn thực lực của tiêu bình có hơi yếu không chỉ yếu mà là rất yếu ta nghi ngờ danh tiếng của hắn lớn có phải là do tiêu gia ta ray không đấy cũng khó nói được nghe đồn thì vào một đời lại không bằng một đời vì thế diện mà chém gió tiền kia thì đỉnh cũng có khả năng con sướng ra đâu làm cái gì nữa cùng ngô sông lên lấy nào thật sự để cho hắn sông qua nữa sau <laughs> phi vật giết ngươi còn khiến cho thường của ta bẩn dân nghịch liên quan tới chí bảo khí vận của ngũ châu của thượng cổ bát vật cũng là tiêu điểm tranh đoạt của các thế lực lớn Chứ dù là ai Hoặc là thế lần nào thì lấy được chi bảo khí vận Đều sẽ qua khởi thế mạnh Nếu như mà tụ tập chi bảo khí vận của ngũ châu Rất có khả năng sẽ qua khởi đàn lên vị trí nhân vườn của bác vực Một bước quan trọng nhất của kế hoạch thiên đạo Cũng nằm ở trong đó Chi bảo khí vận của ngũ châu Nhất định phải là người giữ trứng của bản thân Nhân vườn đầu tiên của bác vật Nhất định là phải là đệ tử của mình Cho nên Thông báo cho tận dành rồi. Nói như hắn Để cho hắn sớm chuẩn bị đai cục của nam sầu sắp được mở ra. Để tới tiêu lượng của người đã một người một thường đồng chiến bạch để chiến ý sôi sùng sục hóa thành chiến đấu thần tượng. phần thưởng là chiến chi đạo tật không hổ danh là chiến cốt mà chiến tâm chiến hồn bẩm sinh hơn nữa là một mình độc chiếm chiến đế bạch đúng là khó mà tìm được Lời chiến đấu này đã ngàn bàn với Mà còn mạnh hơn đến việc rồi đúng không Tiêu lượng này là sống và có ái rồi <laughs> Tây châu đế cảnh Bất cả chiến bại Các tiêu già cũng toàn là một đám phế vật Người trẻ tuổi là quá ngông cuồng Không tốt lỡ với vật vô liêm sĩ quá quá gì rồi đơn độc đối với trong vị vợ và địa cảnh tiêu hao quá nhiều bị thương thì cũng không nhẹ mà trong tình huống này vậy mà lại có thể phá được đoàn tấn công của mình thì tử ngon cô không thể giữ lời mạng người được ở cái từ buổi của ta thì cối là gì hả có cuồng giả ở cốc cứu Cường giả thiên cảnh trấn thủ tông đạo Người ra tay thức lực còn mạnh hơn ta Nhưng lại không phát hiện ra tung tích của đối phương Ui quá đáng sợ rồi Dẫu sao thì mạnh ta mới là quan trọng nhất Dẫu sao người chết cũng không phải là người ở trong tâm môn mình Càng không phải là vạn bối của mình ừ, Chết thì cũng chết rồi Môn chờ biểu hiện của tiêu lường trong trận canh tranh hàng ngạch kết trong cổ hút địa chiên mà trong cả trận chiến giành khổ bộ nữa. Lý nhận đào tắc Một mình thì lượng đối với Bạch Đế tin tức của hắn thành công cũng đã truyền đi khắp lãnh thổ phía Bắc. Sư phụ à, trong một thì nóng ở phía Bắc lần trước, người nói đến đã phát triển khá khá rồi. Ít nhất thì trong thầy năm và giả cũng đã ấn tin nóng. Hơn nữa thì kết quả tiếp theo của còn chính là chuẩn bị thù phí để đến khi vợ dạy ý lại ấn tín chú, ấn chú tiền nóng, thì một ngày không xem được thì không chịu được. Hát nghiệt lộ sẽ phát hành thu phí hàng tháng, thu phí hàng năm. Chỉ có người đóng phí, đúng hàng thì mới có thể tiếp nhận được tiền theo dõi. Trận trách tình hát nghiệt, đúng là đủ hát mà. Nhớ thuốc đoạn đi chưa? Có từ gì chặt chém của bọn tôi bản đề trước à? Tôi sẽ làm theo kế hoạch của người. Nêu ra một vài kiến nghị hình thành hệ thống hoàn thiện ví dụ như là tiền nông nào đó, tồn quà quan trọng nào đó, chi tiết lỗ một nửa nội dung, muốn xem nội dung hoàn chính thì biết trả thêm phụ phí. tự nhiên để cho thuận tiện không cần phải lần nào cũng phải chạy đến chị nhanh hát nguyệt lâu rồi trả phí, có thể cho khách quý yêu đẩy mỗi tháng tiền nông bao nhiêu phụ phí thì có thể xem nội dung tiền quan trọng rồi. Con có thể nhận quảng cáo tốt đầy tin tức đến mọi người. Ai muốn nổi tin nổi tiếng thì tìm hát nguyện lâu. Thành tốn theo số lượng người. Muốn nhìn thấy nhiều thì nhiều người thì phải trả chi phí càng cao. Hả? Sư phụ à? Mới cứ tưởng rằng thủ đoạn kinh doanh của mình đã tối đa hóa lợi ích rồi chứ. Mà tâm địa mình cũng đã đủ đen rồi. Không ngờ được. So sánh với sư phụ thì mình chỉ là một hậu bối lương thiện mà thùy. Sư phụ à, người nói xem, có nên giảm lượng của người ở hát nguyệt lâu, tăng thêm thời gian làm việc của một họ không? Mong đốt phần thưởng có hiệu quả công việc lại với nhau. Ví dụ như là hoàn thành được công việc bao nhiêu thì mới có thể lớn được phần thưởng. Ví dụ như là không hoàn thành xong việc thì sẽ bị phạt. Nếu như mà tạo thành thường tổn thất nhất định thì thậm chí có thể cướp đọc được một phần tư vị, coi như là bồi thường cho hát nguyệt lâu. Kha à đi tôi bảo nghe xong Cũng phải rưỡi lượt Cùng quá tân nhấn rồi đi Không thể truyền bá kinh dành kinh nghiệm Cho cô ta nữa Sắp biến thành ma nữ đầu tim đen rồi Ờ à, hát nghiệp à Lông giả được cái đen tối như thế nữa Đối với người của mình còn như thế Thì trong lòng người cô có tin nghĩ gì chưa Chuyện gì cũng phải có chừng mực Đối với người của mình Không được qua mức Một đời có con người không thể thiếu tình nghĩa Lòng rất ấn đồng tình đạo lý này là như thế Sư phụ dạy dỗ đâu phải hết nghiệt hồ đồ rồi Lật đường nhưng biết quay đầu là thiện Sư phụ chỉ điểm hát nghiệt biết phải làm gì rồi Chuyện gì cũng phải có mức độ Ngứa từ mình nắm bắt đi Sư phụ có hiểu à, Mày mà uống nắng kịp thời